Hello, một lần nữa thì Dương xin chào đại gia đình của New Skin. Ngày hôm nay thì được nói chuyện với mọi người về một trong những cái đề tài mà phải nói là đang chú ý về cái điều này, nghĩa là mình đang sắp sửa săn baby. Thì quý vị biết không, thì Dương có thâu cho lifestyle đó. Rồi trong thời gian gần đây mọi người nói là thì Dương nghe dạo này thấy là đang có bầu đó. Mà mình nghĩ bụng, trời ơi, 9 tháng, hơn 9 tháng rồi mà không có thấy là có bầu làm sao. Tuy nhiên là đó, ai cũng vậy, và Thuỳ Dương cũng đã nói về cái điều này, đó là mỗi khi mà gặp người ta đó thì ai cũng hỏi là sao, có bị mệt không, có cảm thấy không có khỏe trong người. Thì Thuỳ Dương thú thật với mọi người là không có bị tất cả những cái gì mà người ta hay hỏi đến về những cái conditions của bà bầu. Tại vì trong cái lần này, cái này là lần đầu tiên mà Thuỳ Dương tất nhiên là có bầu, thì thấy mọi việc nó đến với mình thật là dễ dàng. Mà không những thế, cảm thấy tinh thần nó lên rất là nhiều và cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Thì như là Thuỳ Dương có chia sẻ với mọi người, đó là Thuỳ Dương xài cái Life Pack Prenatals từ hồi mà bắt đầu cộng tác với New Skin đó. Thì trước khi đó thì không có xài prenatal vitamins, tại vì trước khi đó thì cũng mới bắt đầu có bầu thôi đó. Nhưng mà từ khi mà xài cái Life Pack Prenatal thì như là đã chia sẻ với mọi người, rất là khỏe. Cái lần này khi mà có bầu không có bị một cái gì mà khi mà nói đến những cái khó khăn của một người mang thai, thì Thuỳ Dương nghĩ rằng đây là một cái điều rất là may mắn đối với mình. Đối với cái Marine Omega, Thuỳ Dương biết đó là khi mà mình đọc ở đằng sau thì họ nói là 2 viên một ngày, 2 lần. Nhưng mà Thuỳ Dương thì thú thật với mọi người là chỉ có uống 1 viên buổi sáng và 1 viên buổi tối, và thấy là nó đủ. Và actually sáng nay Thuỳ Dương mới đi từ bác sĩ về đó, thì từ đầu, từ khi mà có bầu đến giờ đó, thì tất cả những cái test mà Thuỳ Dương phải thử đó, everything is good. Từ đường, từ blood pressure, like I'm good in every single aspect of my health. Nghĩa là không có một cái gì, nghĩa là cái này là một trong những cái thai mà ông bác sĩ cũng nói là đó là test results are perfect. Thì hy vọng đó là đây nói lên cái thành công của cái Life Pack Prenatal, tại là bởi vì Thuỳ Dương chỉ có xài cái Life Pack Prenatal cũng như là cái Marine Omega. Thì Thuỳ Dương hy vọng là đó nói lên cái chất lượng của những cái sản phẩm này. Tuy nhiên là Thuỳ Dương sẽ hy vọng là khi mà đẻ xong rồi đấy, hy vọng là mọi việc sẽ tốt đó, thì sẽ chia sẻ thêm với mọi người về cái journey này. Tuy nhiên là Thuỳ Dương cảm thấy rất là may mắn là tất cả những cái gì mà đã xảy ra trong 9 tháng vừa qua đối với cái thai này, và Thuỳ Dương cảm thấy là cái Life Pack Prenatal cũng như là những cái sản phẩm mà Thuỳ Dương xài của New Skin, nhất là đối với những cái sản phẩm mà vitamins mà Thuỳ Dương đã được dùng đó, nó đã giúp cho mình rất là nhiều trong cái lần này. Thì đó cũng là một cái lời chia sẻ đối với mọi người. Thì bây giờ là hơn 9 tháng rồi, nghĩa là cũng gần rồi đó. Cho nên là lần sau khi mà chúng ta gặp nhau thì Thuỳ Dương nghĩ rằng là sẽ còn nhiều những cái chuyện khác để mà chia sẻ nữa. Một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại lần sau. Thank you.